cần thấu hiểu khách hàng mua sỉ là ai, vấn đề của họ là gì, bạn cần xác định rõ họ là ai và những khó khăn họ đang gặp phải, chẳng hạn như muốn khẳng định bản thân kinh doanh thất bại, không có kỹ năng bán hàng tổn hàng, lỗ vốn, đam mê kinh doanh. Khi nêu vấn đề, hãy kể câu chuyện thực tế để tạo sự đồng cảm. Như tôi từng bất lực khi con đòi mua một chiếc xe đạp mà không có nổi 1 triệu, mỗi ngày chỉ có 30.000 để mua thức ăn, không căn kệ, thì hôm sau có nguy cơ nhịn. Ai đã từng trải qua tình cảnh này, hãy chia sẻ câu chuyện của mình. Sau đó, chia sẻ câu chuyện hiện tại để minh họa sự thay đổi. Nhờ tham gia hệ thống Gia Thảo Liên, tôi đã cải thiện cuộc sống, có đội nhóm tuyệt vời, sản phẩm chất lượng và chính sách hỗ trợ tốt. Điều này giúp tôi khẳng định bản thân và thành công trong kinh doanh. Cuối cùng, đặt câu hỏi, kết nối để khán giả cảm thấy được thấu hiểu và chia sẻ. Ai muốn thay đổi cuộc đời và đạt được thành công, hãy bình luận, tôi muốn.